Những bóng hồng bên đời chồng cũ Lệ Quyên, toàn mỹ nhân gợi cảm về Bích, lý lịch cũng không tầm thường. Những cô gái từng vướng tin đồn hẹn hò chồng cũ Lệ Quyên đều không phải dạng vừa. Từng cùng nhau vượt qua sóng gió suốt 10 năm, cuộc hôn nhân của Lệ Quyên và đại gia Đức Huy cuối cùng vẫn đứt gánh vào năm 2020. Sau khi ly hôn, cặp đôi đình đám này đều có cho mình lối đi riêng. Nếu như Lệ Quyên đang chìm đắm trong mối tình ngọt ngào với chàng phi công trẻ Lam Bảo Châu, thì chồng cũ cũng liên tục vướng tin đồn hẹn hò với các mỹ nhân trẻ gợi cảm của Vbiz. Khánh My, gần đây nhất, cư dân mạng đã chụp lại cảnh chồng cũ Lệ Quyên và một cô gái trẻ cùng nhau bước xuống từ chiếc siêu xe 30 tỷ của nam doanh nhân. Cả hai người có hành động thân mật, không ngại ngùng giữa chốn đông người. Theo suy đoán của netizen, thì cô gái đi cùng Đức Huy không ai khác chính là á quân cuộc thi bước nhảy Hoàng Vũ 2016 Khánh My. Cô nàng hiện đang sở hữu khối tài sản với chuỗi nhà hàng Pithou và giới hộp hàng sang khiến dân tình trầm trồ. Không chỉ vậy, Khánh My còn là một trong những mỹ nhân gợi cảm bậc nhất về Bích. Tuy nhiên, đầu tháng 1 năm 2022, Khánh My cũng có động thái tỏ rõ thái độ về tin đồn hẹn hò với chồng cũ Lệ Quyên. Những sự cố quay lén hay gán ghép với ai đó được Khánh My xem như tai bay vạ gió. Cô thường không có thói quen lên tiếng bởi giải thích nhiều lại bị nói có tật giật mình. Ở hiện tại, cô vẫn chưa muốn yêu ai. Mỹ nhân Xà Thành cho biết, cô vốn là tính người lạc quan nên nhìn mọi chuyện rất tích cực. Dù chuyện có to tát đến mấy, cô cũng vượt qua khá nhanh. Hiện tại, nữ diễn viên dồn sức phát triển những dự án nghệ thuật còn dang dở và phát triển công việc kinh doanh hơn. Cảm đang, trước cô gái váy đỏ thì bắt gặp lần này khiến dân mạng bán tín bán nghi. Chồng cũ Lệ Quyên còn có một bóng hồng khác là Cẩm Đan. Cô nàng sinh 2001, kém Đức Huy 27 tuổi, là người mẫu sở hữu gương mặt đẹp, từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Trước khi không còn xuất hiện cùng nhau, Cẩm Đan từng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi và anh Đức Huy hiện tại đang trong mối quan hệ mở. Chúng tôi thân thiết hơn mức tình bạn. Tôi là gái chưa chồng, anh Huy là trai độc thân. Trong trường hợp tôi và anh ấy có yêu nhau cũng không có gì là sai trái. Tôi không đáng bị chỉ trích. Tuy nhiên cách đây vài tháng, cộng đồng mạng phát hiện chồng cũ Lệ Quyên đã hủy theo dõi Cẩm Đan trên Instagram. Cũng theo thời gian đó, Cẩm Đan thường xuyên tiết lộ việc cô vẫn còn độc thân." Mai Phương, còn một nhân vật vô tình bị dính tin đồn với chồng cũ Lệ Quyên chỉ vì làm cô giáo cho con trai của nam doanh nhân, chính là top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 Mai Phương. Người đẹp sở hữu profile ấn tượng với thành tích Hoa khôi Đại học Đồng Nai, người đẹp nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Mai Phương còn có học vấn đáng ngưỡng mộ như IELTS 6.5 khi là học sinh lớp 11, từng làm MC dẫn dắt chương trình, cộng tác viên của đài VTV. Sau khi tin đồn cặp kè đại gia nổ ra, đại gia Xà Thành đã lập tức đăng bài phủ nhận: "Xin lỗi em vì bức ảnh hai cô trò làm cho hiểu lầm không đáng có. Mong là em vẫn tiếp tục dạy bo, vàng thật không sợ lửa em à."